Ok, hello, chào tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây là một số ít xoong chảo rồi các cái máy ép không dầu. Đây, chỉ có xoong chảo của nhãn hàng cho mè liệu nha mọi người. Đây, cho mè liệu. Chứ không có cái gì đâu. Ui, cái dây. Hiện tại anh em mình đang ở quê. Đây, về quê thăm gia đình ít hôm. Một hai hôm gì đấy. Đấy. Sắp chuẩn bị đi rồi mọi người ạ. Nên là bố lại không chứ không phải, không phải bà Liệu à? Hôm nay về tính đưa bà với mẹ với các em đi qua mấy cái Vin gì nhỉ? Vin đi chơi. Ui giời, Vin Wonder ở ngoài ấy để đi chơi. Đấy. Nồi chiên không dầu. À, rồi xong cái đấy cái này của bà thì để trên này được. Xong đấy là sẽ đi 2 ngày sau. Đi Hà Tĩnh. À đâu, ngày mai đi Hà Tĩnh luôn. Đi qua thăm bố mẹ anh Hoàng. Rồi sau lại đi chuyến Sài Gòn. Đấy. Ui. Chuyến này thì hầu hết là cũng mới về đấy. Mới về đây là cũng tập trung công việc nhiều các bạn ạ. Công việc nó dồn dập luôn. Đấy. Thì chỉ có được đâu đó ít ngày thôi. Thì mới về quê đấy, thăm bà với mẹ. Tại vì ở nhà bây giờ là cũng đi hết rồi. Đấy. Chị em rồi bố các kiểu đi hết. Còn có ở đây thì chỉ có mẹ với là bà thôi. Với là chú. Ui, đây. Mấy cái đồ này thì bên nhãn hàng là cho bà Liệu. Đấy, bà Liệu sai. Cho cái nào thì đưa về cái đấy. Cho cái nào thì đưa về cái đấy nhá. Bà Liệu là mang quần áo bà cố nữa. Mang quần áo từ lúc sáng giờ đấy để chờ đây mẹ Liệu kìa. Mẹ Liệu mang quần áo chờ từ sáng giờ. Ôi Linh ơi, Linh ơi, Linh đâu rồi? Bà đi thay quần áo đi, không đi nữa mô đấy. Chơi lúc sáng vậy, mang quần áo đẹp đi chơi lúc sáng vậy. Ôi giời, không đi nữa mâu. Xe vay chúng ta là à bà đi. Lên bàn tay. Thịnh thì chơi lắm các bạn. Thanh rồi tí để đưa bà đi cáp treo. Bà biết cáp treo không? Đi cáp treo ấy. Bà không sợ à? Đi cáp treo ấy. Cao lắm. Cao lắm. Rồi. Coi được. Đi được nghe. Đi được chứ. Mà bình thường mấy người mà đi chùa Hương vẫn đi cặp treo bình thường mà. Đi được. Không phải sợ đâu. Không phải sợ, không sợ. Tí đi mà, tí đi đấy, cháu treo đấy, tí đi. Có chứ, bà thích đi lắm. Còn con đồ không anh ơi? Ủa, đã bê được cái gì vào đâu mà hỏi con đồ đây của ngoài ấy. Thế à? Tôi đi vào người không, rông ra hỏi còn gì không anh ạ. Tôi đang cái bàn chải này. Brucey này. Nè. Đây. Brucey này. Đây cả bổ này, đẹp đấy. Bê lại vứt đây. Hả? Không, đang cho. Chán thật đấy. Đang cái bàn chải điện. Các máy móc thiết bị tiên tiến hàng đầu Việt Nam. Cái gì đấy? Cân à? À, máy lọc không khí. Hút bụi. Cứ để đấy chưa? Ờ, thế thôi. Chào này. Đây là cây nhà lá vườn. Đấy. Đưa về từ hôm đấy còn... Cái gì đấy? Chưa đưa về cho bà đấy. Anh em cháu là bận quá. Bà cho cả cụ tắm luôn nhá. Đấy, đấy. Hương thơm quyến rũ. Brucey phiên bản Blackpink nhỉ? Blackpink đính đá. Đính đá. Đính đá. Đây, cái này đưa cho mẹ. Đấy, Brucey nhá. Đấy, trao tận tay bà Liệu đây nhá. Đây. Bảo cái này là cho bà Liệu. Đây, đây của bà hết đây.
Ba lửa. Sữa tắm. À, sữa tắm. Đấy. À, thì giúp giúp làn da đẹp đúng không? Làn da đẹp đấy, bà đây, tắm. Đây đây. Đây đây bà tắm này da đẹp đấy. Đây. Đây mới ra dầu gội này đấy. Đây là của đàn ông. Cái này là giúp trẻ lại. Da không nhăn, mịn màng, mịn màng luôn. Như trở lại 20 mấy tuổi luôn. Đây. Cái này của cháu mới sản xuất đấy. Tặng cho bà nhá. Có bấy nhiêu nhá. Đấy. Hả? Bà Lữ hay cười, tật cười thôi. Cái này là sữa tắm. Lúc nào bà tắm xong là bà ấy. Tắm xong là trẻ lại. 20 mấy tuổi. Đây đây cho hàng mấy đâu, đi cho hàng đâu sữa tắm đâu. Đây đây sữa tắm đây. Sữa tắm đâu? Đây đây cho hàng này. Đây này, hoàng này, cháu kỷ niệm cho. Cho O nhá. Sữa tắm đấy. Sữa tắm nữ. Cả đi ăn này tắm trắng luôn. Ôi nóng thật. Đây, cả một set bà đi du lịch nhá. Đấy, bà thấy đẹp chưa? Đấy. Trong này là có hai cặp dầu gội đầu, một lọ sữa tắm. Dầu gội đầu này là gừng hà thủ ô, giúp tóc đen và mọc tóc. Đấy. Đây này quá của bà Liêu đây này. Đấy. Bà hay nhuộm tóc ấy là bà phải dùng cái loại bên này. Đấy. Cái loại màu xanh này này dành cho những người mà hay nhuộm tóc. Tóc khô sơ đấy. Dầu gội nam phục hồi cái này, mưa thủy với chú Long với là chú Biên lấy mà dùng này. Cái này của nhà mình làm. Làm. Ba bảo là thích đi chơi ấy, bây phải đưa tao đi chơi chứ. Không biết là tí rồi có đi được không ấy. Ba bảo là thích đi chơi. Bây làm răng mà làm chứ. Cho tao đi chơi đấy. Thôi thì chở bà ra chỗ Vin Wonder gì đấy, cho bà đi tham quan đi chơi tí. Rồi bà lên nào. Nói chung là bà mình thích đi lắm mọi người ạ. Thích đi chơi lắm. Đây này, ngồi đây. Bà ngồi đây đi. Đó, ngồi đây. Ghế chủ tịch cho bà nhá. Ghế này, ghế chủ tịch đấy. Ghế chủ tịch. Giám đốc mới ngồi đây được. Đấy, bà phải nằm ra. Nằm cho nó tửa ra. Đấy, nằm với tửa ra chứ. Tôi thoải mái ra. Đấy. Nằm cứ tửa ra. Để cháu lùi cái ghế này ra sau. Đấy, nằm ngồi cho nó thoải mái. Đây. Cái này tự động mấy mẹ. Mẹ nói đóng cửa là tự động cửa. Đóng cửa nhá. Bà bỏ tay ra. Ngồi đi mà ra. Không, bà nói đi, bà nói thì bà nó đóng cửa. Đóng cửa. Nói là được. Bà nói đóng cửa đi. Đóng cửa. Thôi cất tay đi. Ờ đây thấy chưa? Thấy chưa? Bà thấy chưa? Đóng cửa. Hay lắm. Gọi là tự đóng bà. Không cần phải hết đâu. Xe bây giờ nó hiện đại lắm rồi bà. Hiện đại. Vâng. Ok. Đến nơi rồi mọi người. Đây. Vin Wonder cơ hội. Ui đẹp nhờ. Ui ông Vương về đây đầu tư quả gớm nhờ. To luôn. Lồng lấy luôn. Đây bà đi bà tí bà trèo đến kia trượt xuống nhá. Đi nó téo đấy. Hoàng quay giờ tí nữa đi đây nha. Đi chơi bên kia kìa. Đấy, lên cao đấy xong rồi cho bà trượt xuống. Đây. Bà trượt xuống cái là khỏe người ngay mà. Cảm giác mạnh bà. Chơi cảm giác mạnh. Chưa đến mà tay rung rồi. Chưa đi. Chưa đi à? Tay của ba rung rồi. Đây. Video này chắc phải 3 tiếng. Video này chắc phải 3 tiếng thôi. À, thời gian bà mà đi như thế này thì video chắc là dài 3 tiếng. Đấy. Giờ phải nghĩ ra nói cái gì ở trên video đây này. Đấy, bà nhà. Bà cứ tương tác nhá. Bà cứ đi nhá. Bà theo sau mình nhá. Ô, mic đâu ra? Mic ở cái kia kìa. À. Thôi để dắt bà đi. Bắn vé mà. Đi sang đây đó.
Con là công an giao thông mà. Bà đi. Tao về. Dạ. Có mà. Ui. Bà đi chậm này, người xin chụp ảnh nữa thì không kéo đến tối mới đến đâu. Mới đến cắp treo. Khả năng đến tối mới đến cắp treo. Hay là cộng đi. Mắt tôi lôi cộng bà đi. Cộng bà đi. Có cộng được không? Cộng có vấn đề gì không? Cộng này rắc 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 luôn. Không mà biết tính đi cắp treo không mà nếu đi cắp treo sợ tụt huyết áp ấy. Hả? Thế á? Ừ. Thật không? Choáng ấy. Mình sợ lắm, mình lo lắm. À, đưa bà đi chơi đi. Mà bà yếu rồi. Vâng. Đấy, lôi phải dắt bà đi. Lôi phải dắt bà đi nhá. Ô, chụp ảnh à? Nhanh đấy. Dạ. Vâng, cháu mới về. Ờ, ok. Đứa này nhìn được sau rồi. Đấy, may mà bên Vin. Tóc tóc đi, mắt đi lôi. Đây, cậu ơi. Lên đây. Lên đây. Không đi được lâu. Tóc đi, cậu đi. Không muốn cậu. Không muốn cậu. Ê, nhìn này. Nhìn này. Cổng này. Đây, 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 ra máy. À, ra máy. À, ra máy. Rồi, may mà bên Vin hỗ trợ cho mọi người nhá. Nhưng mà từng mấy? Không biết, là từng hai thôi. Cứ lên từng một. Lên từng hai ngó ra ngoài tiếp tục. Rồi. Là... may mà bên Vin hỗ trợ cho chứ không. Bà muốn về chưa? Đi cái gì đây? Đi cái gì đây? Đi chơi rồi về thôi, đi nhìn rồi về thôi. Đi nhìn người thôi. Đây rồi, đây rồi. Đây, 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 bà đứng đây. Ai ấy? Áo hoa lượng. Bà đi mua đây à? Bà chưa biết là đi đâu cả. Máy bay bà. Máy bay đấy. Cho bà lên được đi. Làm bế bà phát lên luôn. Lôi lên chưa? Lôi kìa, lôi này, đưa bà có người đấy. Tôi chặt tay bà, không là bà ngã. Bà sợ không? Bà sợ không? Hả? Kìa đi ra đó cho bà đi. Bà sợ không? Cho bà đi gì ạ? Kìa cho bà đi ra đó nhìn trên đường đó. À, nhìn biển. Nhìn bà kia, bà nhìn kia. Lên nhìn xuống đó. Cho nhắc kiệm đi thôi bà không, bà sợ. Quay để máy, để máy quay. Cái gì? Lóng ạ. Nóng trôi. Rồi đi rồi, bắt đầu cất gánh thôi. Rồi ôm lại, ôm chặt đi. Ôm chặt lại. Ôa, trời ơi. Ôi ơi. Tay này, tay này. Tay cầm lên. Đây. Đấy bà phải đứng ra đây này, bà hay bà đứng ra đây. Ừ, bà đứng ra đây để quay. Đấy, bà phải nhìn kia kìa. Đấy, mát như này em ạ. Bà đứng ở đây này. Thôi đừng có đứng. Đừng không đứng được đâu. Bà thấy ổn không? Ổn không bà? Sớm mà, đẹp không? Bà thấy ok không? Ui, cao lắm. Ui, đẹp ơi. Đây hoàng hồi quay ra. Ui. Cô đi, cô này ơi, khi đi mà ai ngã luôn á. Ôi trời, đừng có nói linh tinh. Đây. Đi ơi. Đấy. Ui, năm 7 năm trước là ở đây là toàn cá thôi. À. Bánh ngang mà. Toàn cá thôi. Mà bây giờ là nó mới xây còn 7 tháng thôi. Thế á? Thế á? Lẽ còn 7 tháng. Áo hôm Tết vừa rồi mình đi có chưa? Mình đi có đâu. Ờ nhỉ. Mình đi rồi này. Ông bà lại. Kiếp nhỉ. Xây cả biệt thự. Ông bà lại đi. Ông bà lại không bà sợ ấy. Ô. Ô. Ô.
Nghe bà nhìn đằng sau kìa, bà nhìn đằng sau kìa. Nhìn đằng sau, nhìn xuống này, nhìn xuống này. Bà nhìn xuống đấy, nhìn xuống dưới này này. Bà nhìn xuống này. Đây, về đầu tư gươm nhờ, đẹp nhờ. Bà nhìn biển này. Ở chỗ này biển là điểm đông đông nhất đấy, dạ. Đông. Mùa này ra để hết đấy. Bà thấy mát chưa? Cửa lò giờ ai đi chơi nữa nhỉ? Cửa lò đấy không phải. Cửa lò trên này không có gì. Ở đây không phải cửa lò à? Không, ở đây bánh ngang. Ở trên kia mới cửa lò kia, đấy có mấy nhà cao tầng kìa. Ở đây không có ai lướt không? Bà sớm. Thôi đừng nói, đi mua cái đi. Đi chơi. Đây này, biển đây này. Bay đây. Biển đây này. Ở dưới là biển này bà này. Bà bảo đi chơi thì đi chơi chứ sao? Bà nhìn dưới này bà này. Không được ai đây. Đó. Này, này. Bà đây cao không? Không sợ. Không sợ. Lên nhảy đâu? Chắc là không biết. Chắc là không biết gì nên là không sợ. Lên là yếu tim lắm. Lên là chuột yếu tim. Đang nghe sợ đấy. Thế à? Đang bảo anh có thể em vượt. Có gì đâu, thằng đưa cả quần áo đi kìa. Sợ đồ cao. Tôi chỉ bật cáo. Ừ, ngồi đây mát nhỉ. Nhưng mà đẹp ấy. Nhưng mà đẹp, nhưng mà đồ cao. Bà nhìn đằng sau này, đẹp chưa đấy? À, ngồi xuống đi. Wow, không sợ hay. Đông quá. Đi lên đây mới đồng. Ui, Lý Kỳ. Wow. Anh thấy mũi thâm đi kìa. Đi sang mái bên được à? Vâng, sao đấy mà. Đây, chuẩn bị đây, chuẩn bị đây. Ok, ơ. Thì mình đi, mình thấy ngập ngập nó đang bán sợ. Bà nhắm mắt lại. Bà đi hiểu tim lắm. Bà đừng đẩy cái quấn nhá. Đấy, đừng có đẩy cái quấn nhá. Không có nào hút bà hả? Đi ra ngoài bên được kia. Vâng. Ra ngoài đảo. Ra đảo đấy. Ra ngoài đảo với kia kìa bà kìa. Bơi ra đấy bơi bà. Ra đấy bơi. Ê bà cứ sờ sờ đi bà. Nóng nóng ấy. Sao? Nóng gì? Bà nóng 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 ấy. Đợi tí này. Lôi ôm bà lại không bà sao? Ừ, ơi mát đấy, đấy mát chứ. Mát. Lôi ngồi xuống đi. Ô tụi mày mở cửa nè. Ui. Biết không biết bây giờ là cắp treo cho về nhỉ? 10 rưỡi 10 giờ. Ui trời. Dạ. Ra cái này đi ăn luôn à? Chắc đi ăn xong đi về. Mười rưỡi phải đóng cáp treo. Đừng có đi nhiều, bà không đi được đâu. Bà không đi được đâu. Mình về giờ nào cũng bà không đi được đâu. Tay rung lôi bà. Cái cột kia di chuyển à? Hả? Sóng như cột nào di chuyển. Okay, nhìn sóng ở đấy nó rung lại. Đi bắt đường nhảy không? Cuối đêm. Đi câu chứ. Đi câu. Ồ, thật nào đi trên máy bay xuống bỏ cái gì mà sáng thế? Có ra là cái này đúng không? Lên thấy đi về nhanh hơn không? Toàn là câu vào buổi tối mà. Đấy, cái này này như lên đồ nhìn ôi, nhìn ma đấy, thôi. Nhìn ma ngoài đảo ấy. À, ngoài đảo. Ừ. Bao nhiêu bóng đèn đấy, ngủ đấy, bao nhìn thấy bao nhiêu bóng đèn ở ngoài. Đây này, quay đoạn đi đèn. Câu cửa hội kìa luôn. Bà chắc sợ. Ô, cái bán đi, yếu tí bằng đi. Bà không sợ à? Bà không sợ à? Không, dám gọi chị cả. Sợ đó, sợ. Bà không sợ à? Không dám đòi gì cả. Bà không sửa à? Có gì? Có. Ừ. Con một con nữa thôi bà ơi. Alo. Dạ. Bà bảo là đi sao mà thiếu cái kia. Dạ. Tí là phải đi về tiếp. Thế? Tí là đi về tiếp. Lại đi lại á. Ừ. Ủa, đi, đi nhìn thôi, đi cắm thôi, đi nhà cắm. Muốn đi làm nó về nhà. Em định ăn ở đây luôn. Chờ bà mong là không chuẩn bị cho tao về nhà thôi. Đi sang lộ mút. Đây đây sang đây ăn xong đi về. Trên đảo ấy này, anh có cái nhà. Ờ ăn xong đi về. Ra đây ăn rồi đi về. Về đám mốt. Về về đường này luôn, về cái này luôn, về cái này. Về cái này. Đi lên đi lái đi đường. Mà đi về. Nóng đóm. Nhưng mà mọi người đang đói bụng muốn ăn ở đây. Sợ à? Bà sợ à? Sợ gì? Ủ. Nhưng mà tìm vẫn là mê. Nhưng mà sợ lắm anh ạ. Bà không đi được các bạn. Bà không đi được. Lúc nãy đứng ở ngoài là cầm tay là tay rung rồi. Rung rung rồi. Cổng ấy không cho cổng. Đấy. Thế mà bảo đi Angola, muốn đi Angola. Đi Angola là phép đi được. Đi có đỏ từ nhà về ra đây mà chưa đi được. Đi Angola 18 tiếng rồi, ngồi máy bay. Ngồi xuống. Đi được đường bảo thôi đi về. Ủa. Đi cái hôm đi ở cái mới sợ nhỉ? Ở cái kia Quảng cao. Cái kia nó cao. Em có đi đâu? Ồ cái Quảng Ninh cũng cao, nhìn à? Xuống nhìn ngợp luôn, chân hai chân run. Đá vào nhau luôn hả? Có bên nhà hàng ở bên kia mới đi không. Nhưng mà bảo là bà nhìn kìa. Nhộng
Nhật Bản đi. Ăn toàn rồi. Rồi, ok rồi. Rồi, cho bà đi đứng đứng bà đứng dậy, bà đứng dậy. Bà đứng dậy. Không đi được nữa này. Đi đi. Đi 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 bà đi. Không từ 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 từ. Rồi. Tay run này. Tay run này bà đưa này. Tay run hả? Tay run luôn à. Tay run. Đi. Đây vào đi ăn luôn đi nhờ. Ờ đi ăn luôn đi. Ờ đi ăn luôn. À đi sớm thì ngắm được hoàng hôn đúng không? Cho đi ăn gì đi. Ồ cái này như kiểu Hội An ấy nhờ. Ờ như Hội An ấy. Đúng không? Cái này dùng phố cổ Hội An. À. Đói rồi. Ba sợ lắm, ba sợ. Ba bước bước đi, bước đi, bước đi, bước đi không ăn gì. Rồi bưng luôn. Rồi ok. Không được rồi. Đi, rồi đi. Rồi không được, bà đi này rồi. Rồi xuống đây. Rồi, đi xuống em kẹt chân ra. Đi 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 trước đi, trước nhanh lên. Để dắt đi trước nhanh lên để cho bà đi này. Rồi rồi rồi, tiếp lắm. Gơ gơ gơ. Quá. Không để cháu bông. Để cháu bông mà. Đây, rồi. Ngồi. Sợ. Sợ. Đừng có đá cả quần nha. Không đi được. Rồi bồng 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 rồi ok. Đi ăn. Không tính đưa bà đi đâu. Ờ tại vì bà cũng già rồi. Bên trong nhà hàng. Mà bà sợ. Thế mà bảo là không đi là tao giận đấy. Đấy, bà bảo không đi là tao giận đấy. Bà nói chi mồm? Bà nói chi? Bà nói chi? Bà nói chi? Trời ơi à? Lâu chưa bán đi à? Ngay giờ đi mua. Ngay giờ không đi mua à? Ngay giờ giá thì mê. Thì à, sợ chứ sao? Sợ bà đi bà có chuyện gì sao? Đúng không? Thế bà đi Angola không? Angola cũng đi ra đi. Thì có cháu dám đưa bà đi thôi, chứ không ai dám đưa bà đi đâu. Lúc nãy có ai bồng bà đi cầu thang đâu. Đấy, ai cũng sợ ấy. Cháu là liều nhất đấy. Bà thích đi nhưng mà bà sợ. Bà thích không? Bà thích không? Bà có thích không? Thích cái. Thích à? Bà Nguyên nữa. Thích đi nhưng mà sợ. Bà Nguyên chưa? Bà Nguyên chưa? Đã bà Nguyên chưa? À đây à? Thích à? Thế mai mốt đi Angola tiếp. Tí nữa đi về cùng đi ra nữa. Thì chưa đi, đâu có đi ra đây thì tí là phải đi về ra. Không, không ấy, bà ngủ đây. Ai là bà đấy? Mai khỏe đi tiếp. Bà bảo là từ trước tới nay không ai cho đi mua cả. Bà là mẹ này. Từ cha sinh mẹ đẻ chưa đi mua cả. Mai có quang linh. Tự nhiên bước chân vào đây. Thế à? Đấy, đi với bà là bà nổi tiếng như thế thì đi. Bà nổi tiếng này. Đang nấu ở mô thì bà hỏi đang nấu ở mô nữa. Đang nấu ở mô. Đang nấu ở mô nữa. Đấy nhìn lấy phần cho bà ấy đây luôn. Bà mỗi chữ mãi bà. Đây ăn gì được? Đi lấy. Lôi ở đây. Đi Angola đi máy bay. Đi máy bay. Ờ mọi người bê bảo. Ờ nhờ mọi người bê bảo cho. May mà nhờ bên Win Wonder. Win Wonder.
may mà nhiều bên VinWonder hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đấy, thì là nếu mà không mà được xếp hạng của lâu giờ chưa đi được. Thật. VinWonder cửa hồi nhá mọi người ơi. Tuyệt vời. VinWonder quá tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Ba người. Ba người. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Ba đi. Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời. Ba có thấy tuyệt vời không? VinWonder có tuyệt vời không? À vô, chẳng sao, nó tuyệt vời là quá tuyệt vời. Nó tên phô tuyệt vời. Ờ, đi thích nhưng mà sợ. Bà có mê tuyệt rồi. Rồi đi, rồi đi, rồi đi, hỏi bà đi. Bà có mê tuyệt rồi à? Bà có bao nhiêu tuổi rồi? Bà có bao nhiêu tuổi rồi? Nói đi bà có đấy. Nhiều tuổi lắm. Tao không nhớ tuổi đâu. Đây, đây, trả cho anh Linh ấy. Gì? Ok, anh cảm ơn. Ừ, bà các bạn đi vào đi, có sẵn hẳn gì đó. Có. Đồ đi rồi. Đấy, em cảm ơn ạ. Bén muốn đưa rồi. Thế bà cổ. Đấy là thuyền bà. Đùa, đùa. Chị cảm ơn nha. Bà đang hỏi cái gì? Bay 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 trên đường. À, ô. Ở bên này không có mâm. Bà không biết à, lúc nãy mình đi đường đấy đây. Đúng rồi, mình đi cái đấy sang đây. Bên đó đang nhìn ta thì mình chết nó hóa nhìn ta. Bên kia có người đang nhìn sang. Bên đó đang nhìn sang. Linh ạ. Sao? Bên kia có người đang ngồi bên kia đang nhìn mình. À thế à? Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Đây bắt đi. Họ cũng ăn, họ cũng ngồi ăn như mình mà. Ăn như mình mà. Táo lê, táo và bán đi. Chứ ba chờ bán đi. Nó có cỏ tao hơn nữa. Răng này có tao rồi đấy. Ba cháu hồ thì tên này cháu tạp bán. Ai dùng ba chứ. Họ ngồi ăn bên kia mà. Mật kịnh đấy. Đâu. Họ ngồi ăn bên kia mà. Ăn bên kia. Có tao ngồi bên đó. Cháu tạp bán đi. Cháu ấy má. Cháu hết rồi. Chào các bạn đi. Chào các bạn đi má. Chào vô tay chào các bạn đi đi. Chào họ nội đi. Bây giờ mày nói. Chào ông Tiễn. Nội ai cái nữa. Văn Đình. Chào đi cho tay chào đi. Cho tay chào đi. Chào cười. Bà ơi anh chào kìa. Lôi chào. Lôi chào kìa ba chào đi. Chào đi chào các bạn. Chào các bạn. Ủa là. Họ chào lại kìa. Họ chào lại nè. Họ chào lại kìa. Họ chào lại, họ chào lại. Họ chào lại. Họ chào là không, không phải để lại. Họ chào lại lắm. Dạ. Mày. Các cô, con mời bà. Con mời các cô, các chú à. Ngon quá. Ngon. Khoai tây, đấy. Thế có lúc nào ăn khoai tây. Ờ, mời bà nhá. Bà mời bà nhá. Bà đang chờ cháo à. Rồi, mời cả nhà nhá. Ăn bà đang chờ cháo nhá. Bà đang chờ cháo. Rồi. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đây, có gì ra cho khắp kìa. Được. Bà đang chờ cháo. Tí nữa mọi người lại bê lên. Mày ăn đi. Thôi. Ăn tạm một bê. Năn ra đây để gắp cho lôi luôn. Hè lôi, lôi hè. Con ăn chăn đúng nhỉ, ăn đúng nhỉ. Đây, cái này là buffet từ đi lấy nhưng mà ở bên nhà hàng thấy kiểu muốn là gia đình ấy, riêng tư ấy, này là người ta bê cho luôn, rất là ok. Mới bán nha. Bà không ăn à? Bà ăn cháo. Con mới bán nha. Bà cũng vua ăn cháo. Đấy. Đây không có cơm. Bà uống được thôi. Ăn không đi. Ờ ăn không đi chứ bà không ăn được. Là gì chỉ có ổ chắc được dứa thôi. Uống mỗi nước thôi. À đây rồi, đây rồi, chào 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 đi. Chào. Chứ... Lừa bà. Wow. Bà nhìn thôi, bà nhìn thấy. Bà bảo là mấy ăn mà tao không có chi ăn à. Chúng mày ăn từ mấy giờ không cho tao ăn à. Bà bảo là. Đấy. Mày ăn mà tao không cho tao ăn à. Cháo của bà nhớ biết ra. Được chưa bà? Được. Thoải mái không bà? Được. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em. Cho mày bán đi sang ít một cái nào. Nhiều món quá. Ui, được rồi nhỉ? Được rồi, đây rồi. Ngon không? Ngon rồi. Quá ngon luôn nha. Ăn buffet này không hỏi bao nhiêu tiền à? Ừ, có nên họ vẫn chưa hỏi bao nhiêu tiền một suất bút vào. Ăn nhanh nhanh.
chưa trả tiền. Mua vé cũng chưa trả tiền. Mua vé chưa trả tiền, chưa gì trả tiền cả. Mà vẫn được ăn. À, hay rồi. Uy tín anh ạ. Uy tín đấy. Bà uy tín đấy. Đi vào sư thầy. À, ngon không? Chào. Ừ nhá, chào. Chào lên ngon, chào mềm liều ngon. Hả? Chào lên ngon đấy nhé. Chào lên ngon. Bà khen cháo ở đây ngon này. Chào ngon. Ngon hơn mè nào hả bà? Chào, thôi chào mè ngon không? Chào mè nhá ngon không? Ăn đi thôi. Bà đi, bà lạt, bà này hơi lạt. Hơi nhạt đi. Hơi nhạt à? Ở nhà là bị mè cho được mặn không? Mai lịch trình là sẽ đi Hà Tĩnh đúng không? Đi sang bên chỗ nhà anh Hoàng. Tất cả mọi người đi luôn. Ê, anh ăn rưỡi không có cơm à? Thế cái gì nhỉ? Mực nhảy các kiểu ấy hả? Mực nhảy ấy. Mực vùng án thì chuẩn xuống bộ luôn. Mực nhảy, ăn tải ấy luôn mà. Ăn trống luôn. Ăn trống luôn. Ăn tải ấy luôn. Đói. Ăn nhảy đốc luôn. Đi ăn rưỡi bây giờ. Anh chưa ăn á? Bữa em ăn, anh xem à? Anh phải đi vào nhà tổng giám đốc. À, đi chưa? Ok, em ra xin mời anh. Công ty làm hoàng ai đi nhỉ? Cũng ăn chảo nữa đấy. Quả cáo đi. Đi chảo đi ăn nữa đi. Báo mọi người nha. Mic kìa. Đây, đây, thông báo gì thông báo đi cho nhờ nhờ kênh quảng cáo này. Xin thông báo mọi người là qua kênh của Quang Linh thì công ty Hoàng Tiến sắp sửa thành lập. Mọi người nhớ ủng hộ anh em nha. Anh em chuyên về các mặt hàng. Anh em là chuyên về các mặt hàng, review từ A đến Z, từ cây cỏ cho đến tên lửa máy bay luôn. Đấy mọi người review nhiều. Từ cái kim sợi chỉ cho đến tên lửa vũ trụ. Đấy. À. Hai thằng làm, hai thằng ăn. Hai thằng làm, hai thằng ăn. Thật sự đấy, thật đấy. Thật đấy. À? Nói thật đấy đúng không? Nói thật đấy. Nói thật đấy. Nói thật đấy. Thật mà. Thật mà. Tập đầu tiên là review với Kim. Là review Kim. Hai thằng khảo, hai thằng ăn. Chủ tịch của đại diện tổng giám đốc. Quay có phải trả tiền không em ơi? Hỏi. À, hôm nay bảo check cam mai thấy trên bảng rồi. Mấy ông này vào ăn mắng trả tiền. Thôi chứ bà về. Về thôi. Về thôi mọi người ạ. Bà không đi được. Ừ, bà kìa. Đi về kia kìa. Bà không đi về cái đấy. Thế á? Đường bà đi. Đây, đây, đây. Cái này này. Giờ bà bước lên đây là đi thôi này. Nhanh mà. Ôi, giờ nó nhanh nhỉ. Thôi đưa đây cháu nào. Cháu bồng nào. Đừng, đừng, không đi. Không đi. Không đi. Đứng thôi. Bà sợ. Để chạm ông kia, rồi rồi, để chạm ông kia. Bà không. Cái này chỉ đứng thôi, chỉ không đi. Rồi, đi, 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 đó, đi, đó. Đưa bà đi uống nước tí để về. Cà phê. Cà phê, cà pháo, hả? Bà đi uống cà phê. Cà phê, cà pháo đó. Cà phê. Uống cà phê. Nào để cho ngoài là bị sư phụ ơn con học nha một đêm à. Cho ba ngôi con ở ngoài và cho ba ngôi là tan kể với tua hết là sẽ phá này á. Ok baby's ice cream and tea I love you. Ê, nhóm nhéo à. Baby's ice cream and tea. Ê, cho cầm bà đi, cầm cầm tay bà đi. Rồi rồi. Đâu? Ở chỗ Lê Hồng Phong này mình có làm được không? Có hả? À vâng. Đấy. Quán nhóng nhéo, quán bà vợ của anh mình. Đấy. Ở anh mình. Lê Hồng Phong 60 Lê Hồng Phong nhỉ? Bắt được không em ơi? 60 Lê Hồng Phong với là ở Vin Wonder nhóng nhéo.
Ê, quay quảng cáo đi. Ở đây có những cái món gì nhỉ? Ôi ôi, nhiều lắm. Nhiều. Cà chứa, mận này, vải này, đào này, khoai môn này. À, okay. Khoai môn, phô mai. Dạ, dạ. Ê, cháu cháu lưới. Ôi ôi. Ôi. Món đường canh chú lính nhé. Đúng rồi. Ê chưa? Ôi được rồi, này ngồi đây, ngồi đi. Ôi. Ngồi bên kia, ai chụp kìa. Không để anh mà anh đi được. Linh ơi, để Linh chụp với cháu mất kiểu. Đông. Đông quá. Thấy không?